Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là chiều ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Các bạn bây giờ khoảng 5 giờ chiều. Thì trước hết tôi hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và cuối tuần này đó Thuần cũng có khá nhiều những chi tiết và thông tin Thuần muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta có rất nhiều những cái tin tức lớn và hôm qua đó thì Thuần không có thời gian để làm video cho nên hôm nay Thuần sẽ cố gắng chia sẻ tất cả những thông tin để các bạn nắm bắt được tình hình. Thì đầu tiên hết chúng ta cũng sẽ nói về cái thông tin liên quan đến chủ tịch John Powell. Hôm qua đã nói gì các bạn? Và một lần nữa, chủ tịch John Powell cũng đã khiến cho mọi người có một sự bất ngờ ở trong lời phát biểu ở Jackson Hole. Chúng ta sẽ nói tới điều này và nó có ý nghĩa như thế nào. Điều thứ nhì nữa đó là chúng ta đã có một cập nhật mới nhất liên quan tới Pepe chúng ta cũng đã biết những cái drama gần đây thì cái độ của Pepe đã cũng đã hoạt động trở lại ở trên Twitter ở trên X các bạn thì đã nói những gì và chúng ta vẫn có khá nhiều nghi vấn hiện tại như bạn hỏi thường thường nghĩ sao thì tôi sẽ chia sẻ một số những cái suy nghĩ của mình trong video này chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan đến thuế ở hoa kỳ thì đã có một cái đề xuất liên quan đến thuế mà cũng gây ra rất nhiều sự tranh cãi hiện tại và điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến một cái đề xuất Bitcoin Smart ETF Nhưng mà cái này nó khác với những đề xuất còn lại Chúng ta cũng sẽ nói về chi tiết một lát nữa và một số những thông tin nổi bật khác Đầu tiên hết thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cho dù ngày thứ sáu đó như bà nào mà theo dõi tin tức hay là theo dõi thuần capital trên mạng xã hội cũng đã biết là Chúng ta nhận được một cái thông tin coi như không phải là tốt các bạn đến từ John Powell Giọng điều vẫn còn rất là nhiều hâu Khác với lại cái sự mong đợi của nhiều người Nhưng mà sau đó chúng ta cũng thấy là chỉ số chứng chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc vẫn là một màu xanh Tuy là các bạn thấy được là bắt đầu mở cửa đó thì à, chứng khoán đã đi xuống nhưng mà sau khi cái đó kết thúc đó thì vẫn tăng lại các bạn Hợp đồng dầu đó thì kết thúc tăng 1.27% cho bạn cho lại mức là 80 đô và 5 cent cho một thùng dầu. Hợp đồng của vàng đó thì các bạn thấy được là ở mức cũng tương tự như là chúng ta đã chứng kiến trong cả tuần vừa rồi khoảng chừng 1943 đô cho một ounce vàng. Còn về crypto thì sao các bạn? Crypto nói chung đó thì các bạn thấy là phản ứng cũng không phải là nhiều lắm. Chúng ta nhìn thấy được là giá của Bitcoin hiện tại đó thì cũng 26.000 đô các bạn. Hiện bây giờ là 25.997 đô thì cũng không phải là thay đổi nhiều sau khi mà có thông tin liên quan đến Fed và tổng số Thị trường đó thì cũng cỡ như là gần 1,1 nghìn tỷ các bạn Và nếu chúng ta nhìn tổng quát trên thị trường đó, Nhìn vào Crypto Bubble thì các bạn thấy được là có xanh có đỏ Nói chung thì cũng không có một cái xu hướng đổi đệt nào các bạn Bây giờ đó thì chúng ta hãy bắt đầu từ cái thông tin liên quan đến Fed đi thì các bạn đã biết là ngày hôm qua ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ Chủ tịch John Powell cũng đã có một cái lời phát biểu ở hội nghị Jackson Hole thì là phát biểu này đó là một lời phát biểu hàng năm tại vì đây là hội nghị hàng năm và nó cũng rất là quan trọng tại vì nó không giống như là những cái cuộc họp của Fed mỗi tháng hay là một hai tháng và nó cũng không có giống như là những cái lời phát biểu trước những cái đài truyền hình hay là phỏng vấn cuộc họp Jackson Hole này đó là cuộc họp mà chúng ta có nhiều những cái chủ tịch của ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia cũng giống như là bộ trưởng tài chính tham dự cho nên đây là một cuộc họp mà nó mang cái tính chất vĩ mô và những gì mà Fed nói trong cuộc họp này đó sẽ có cái độ cân nặng cao hơn thì cuối cùng ra sao các bạn các bạn đã biết là trước khi mà có cái lời phát biểu này đó thì nhiều người cũng mong đợi là chủ tịch John Powell sẽ có cái giọng điệu nó ôn hòa hơn nhưng mà cuối cùng đó thì các bạn thấy là trong cái bài phát biểu dài khoảng chừng là 10 phút thì chủ tịch John Powell đã nói là tuy đã có tiến bộ nhưng mà lạm phát bây giờ đó vẫn quá cao thì ý ông nói đây đó là quá cao so với lại cái mức ấn định của Fed là khoảng chừng 2% mà thôi bây giờ vẫn còn cao so với cái mức đó và điều kế tiếp đó chủ tịch John Powell nói là cảnh báo rằng chúng tôi sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa. Đương nhiên khi mà nghe điều này đó thì khiến cho một số người cũng lo lắng các bạn và lúc đó là lúc mà chúng ta thấy là những tài sản trong đó có cả chứng khoán và Bitcoin cũng đã lao dốc một chút xíu. Rồi sau đó đó Fed thừa nhận là tăng quá nhiều sẽ làm hại đến nền kinh tế hay là tăng quá ít sẽ có nguy cơ khiến cho lạm phát tăng trở lại. Cả hai đều có rủi ro hết. Và ông kết thúc với một câu nói thường cảm thấy là cũng rất là thú vị. Ông ta nói là như thường lệ chúng ta đang định hướng bằng các ngôi sao dưới bầu trời đầy mây mù, có nghĩa là John Paul nói chúng ta cần phải tiếp tục có thêm những thông tin nữa thì mới có thể à, là đưa ra quyết định chứ không thể là đưa ra quyết định sẽ tăng nữa hay là không tăng nữa hay là bất cứ quyết định nào khác hết. Chỉ khi nào mọi thứ rõ ràng hơn thì cái mây mù ở đây ông ta nói tới đó chúng ta không biết những chỉ số như là phần trăm thất nghiệp, phần trăm lạm phát những tháng tới ra sao và Chứ John Powell cũng đã nói là hai tháng qua đó thì đã có nhiều tiến bộ trong cái dữ liệu phần trăm lạm phát Nhưng mà hai tháng không đủ chúng ta cần phải có thêm nhiều tháng nữa thì mới biết được chính xác là chúng ta có nên tăng lãi suất nữa hay là không Thì cuối cùng các bạn thấy được là nó cũng 50-50 không biết là chưa John Powell sẽ tăng nữa hay là không tăng nữa Tóm lại chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thêm chỉ số CPI hay là chỉ số phần trăm thất nghiệp mà thôi và chúng ta cũng thấy là sau khi mà có cái lời phát biểu này đó thì hợp đồng tương lai đang nghiêng về phía nào các bạn. Ngay bây giờ đó khi mà đồng refresh cái trang CME này chúng ta sẽ thấy là còn 24 ngày nữa là sẽ đến cái ngày họp kế tiếp của Fed và hiện bây giờ các bạn thấy được là 80% đang nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất thì cái đó cũng không thay đổi các bạn nhưng mà cái phần mà nghĩ Fed sẽ tăng thêm 0.25 đó đã tăng lên tới 20% rồi. Cuộc họp kế tiếp của Fed đó, là ngày 1 tháng 11 đó là cuộc họp còn một đợt nữa là hết năm đó các bạn tại vì chúng ta còn 3 đợt nữa tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Thì các bạn đã thấy được là có một cái sự gần như cân bằng nhưng mà vẫn nghiêng về là khả năng đó trong tháng 11 thì Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0.25% nữa đây là cái phần này nè các bạn. Thì chúng ta cũng đã thấy được là sau khi mà Judith John Powell phát biểu đó thì bây giờ hợp đồng tương lai lại nghĩ là chúng ta có thể là ngưng không tăng lãi suất trong cái cuộc họp tháng 9 này Nhưng mà tháng 11 đó lại sẽ trở lại và tăng lãi suất. Nhưng mà cái phần này bây giờ cũng gần như là ngang nhau Nhưng mà chúng ta lại thấy là có 8,9% Đang nghiêng về là Fed có thể tăng tới 0,5% các bạn Và chúng ta thấy là trong cuộc họp cuối năm nay đó Vào tháng 12 thì như thế nào Thì trong cuộc họp tháng 12 ngày 13 Tây đó Chúng ta đã thấy được là gần như bằng nhau Nhưng mà vẫn nghiêng về là Fed sẽ giữ lãi suất Ở cái mức là 5,5% hay là 5.75 là sau khi đã tăng thêm 0.25 rồi thì cuối cùng là sao các bạn? Cuối cùng đó thì thì bây giờ mọi người nghĩ là khả năng Fed sẽ tăng thêm một đợt nữa. Nhưng mà đó cũng không phải là lý do mà chúng ta nên hoảng loạn các bạn tại vì Fed đã tăng lãi suất rất là nhanh rồi từ 0.25% mà tăng thẳng tới mức bây giờ thì cho dù là tăng thêm một đợt hay là hai đợt nữa đó thì các bạn thấy được là nó cũng không có phải là thấm vào đầu hết tại vì lãi suất trên căn bản đã ở mức cao trong thời gian dài rồi cho nên bây giờ nó có tăng nữa cũng không có thể nào tăng được bao nhiêu cho nên sau đó tôi nghĩ là mọi người cũng đã bình tâm trở lại tại vì trên căn bản đã phép cho dù có tăng nữa thì coi như cũng đã gần đến đích rồi chứ không thể nào mà cứ tăng mãi nữa và cho đến bây giờ đó chúng ta có thể nhìn thấy là cái số lượng những ngân hàng mà vay mượn thẩn cấp từ Fed, tại vì các bạn đã biết là họ đang lưu trữ nhiều công trái phiếu và khi lãi suất tăng đó thì giá của công trái phiếu sẽ giảm xuống chứ chẳng bản đây là lỗ trên giấy tờ mà thôi tại vì chỉ khi nào mà họ cần phải bán đó thì họ mới lỗ chứ nếu như họ giữ công trái phiếu đến ngày mà hết hạn đó thì sẽ nhận được cái lãi vào vốn cho nên điều quan trọng là trong thời gian này họ có thể là vay mượn tiền được mà không cần phải bán công trái phiếu và Fed cũng đã mở một cái đường dây để mà vay mượn khẩn cấp và cho tới bây giờ chúng ta thấy được là vẫn tăng điều điều à, nhưng mà cái tốc độ tăng đã giảm so với hồi tháng 3, tháng 4 sau khi mà chúng ta có cái sự sụp đổ của ngân hàng SBB thì các bạn đã thấy là ngay bây giờ đó chúng ta đang ở mức là 107 tỷ đô la vay mượn bởi những ngân hàng Thì những ngân hàng này đó họ vay mượn nếu như mà người ta tới rút tiền mà họ không muốn bán công trái phiếu hiện bây giờ thì họ có thể vay mượn từ Fed Cho nên đối với ngân hàng đó thì hy vọng chúng ta đã thấy cái sự kiện ngân hàng gặp vấn đề hay là sắp sụp đổ đó thì sự kiện đó cũng đã trôi qua rồi Một điều mà chúng ta vẫn đang lo lắng hiện tại đó chính là cái số lượng những cái công ty bất động sản mà họ có những cái uh, khu để mà cho mướn văn phòng đồ thì những cái khu đó có chịu được hay không khi mà đến ngày mà hết hạn họ lại phải refinance mượn lại để tiếp tục kinh doanh thì mức lãi suất bây giờ lại quá cao so với cái mức mà họ vay mượn cách đây hai năm đó là cái điều mà lo lắng bây giờ mà thôi chứ còn về việc ngân hàng đó thì chúng ta thấy được là tuy vẫn tăng điều điều nhưng mà chúng ta thấy tốc độ tăng cũng đã giảm xuống trong thời gian gần đây rồi có nghĩa là vẫn mượn nhưng mà không có phải là mượn tăng tốc như là hồi tháng 3 tháng 4 nữa đây là những cái thông tin mới nhất liên quan tới Fed mà tôi muốn chia sẻ với các bạn À, chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Ethereum thì à, các bạn thấy được là công ty OnlyFans công ty mà thường nghĩ nhiều bạn cũng đã từng nghe nói tới thì đây là công ty, thường vừa mới đọc là công ty ở nước Anh các bạn và cái người mà founder đó, cái người chủ công ty là một người à, có xuất xứ từ Ukraine tên là Leonid Ravitsky nhưng mà hiện bây giờ là đang sống ở Hoa Kỳ thì người này đó, cuối cùng đó, cũng đã có thể uh, lấy ra được 485 triệu đô la các bạn có nghĩa là người này theo thường nhớ đó là đã thu thu mua lại công ty OnlyFans này vào năm 2018 thì kinh doanh khoảng chừng là 5 năm qua đó thì cuối cùng cũng đã có được một cái tài sản thu về từ cổ tức là 485 triệu của bạn con số hoàn toàn không hề nhỏ à, cho 5 năm làm việc và cái công ty OnlyFans này bây giờ đã rất là lớn mạnh rồi và chúng ta cũng đã thấy một điều thú vị hơn đó là công ty OnlyFans họ cũng đã lấy một cái phần tiền của công ty để mà đầu tư vào Ethereum. Ừ, khá là thú vị các bạn, tại vì thường đó thì không phải là chúng ta chưa từng nghe nói đến cái công ty mà đầu tư vào Ether, nhưng mà thật ra các bạn thấy là phần lớn cái công ty đó thì trước hết là họ sẽ lưu trữ Bitcoin rồi sau đó họ mới là đầu tư vô Ethereum. Nhưng mà công ty OnlyFans này không nghe nói tới Bitcoin, chỉ nghe nói tới Ethereum thôi. Đó là điều mình thường muốn chia sẻ cũng rất là thú vị liên quan tới Ethereum. Chúng ta có một cập nhật rất lớn liên quan tới Pepe các bạn Thì chúng ta cũng thấy gần đây có nhiều cái drama liên quan tới Pepe Thương đã từng chia sẻ với các bạn trong những cái video trước đây Liên quan tới việc là có cái số lượng khoảng chừng là 16 triệu đô la Token Pepe được di chuyển tới một số những cái sàn giao dịch Rồi chúng ta đã thấy là cái số lượng chữ ký cần thiết để mà di chuyển tiền trong cái ví mô tài xích cũng đã thay đổi à, từ gần 5 người xuống còn hai người thường đã chia sẻ trong những video trước đây chi tiết hơn à, và sau đó đó chúng ta thấy được là có rất là nhiều những tin đồn thường đã chia sẻ là tài khoản Pepe ở trên Twitter nghĩa là trên X đã không có thuyết kể từ ngày 11 tháng 8 và trùng hợp đó cũng là ngày mà SBF bị đưa vào thù thì có nhiều bạn nói là cũng thấy ngày 12 có cái thông tin mà Nhưng mà thật ra các bạn thấy cái sự khác biệt đó chính là ngày Việt Nam và ngày Hoa Kỳ Tại vì nếu tính ngày Việt Nam đó, thì cả hai ngày này là ngày 12 tháng 8 Thì sau đó chúng ta cũng thấy có một bạn đó nói là bây giờ đó thì Thuần để hiểu tại sao Sam lại yêu cầu luật sư mang năm cái máy vi tính vào trong tù tại vì lại cần năm cái máy để mà đồng thuận cái bí mô tài xích <laughs> thì bà được là những cái thông tin này đó nó chủ yếu là thuận chia sẻ để các bạn giải trí một chút mà thôi chứ còn trên căn bản đó những cái thông tin này được tung ra nó cũng không có bất cứ một cái bằng chứng nào hết chỉ là một cái sự trùng hợp thôi nhưng mà cái mà chúng ta biết là cuối cùng đó thì cái account ở trên X ở trên Twitter cũng đã hoạt động trở lại và sau đó chúng ta thấy đã có một cái bài chia sẻ rất là dài à, đến từ Pepe Coin Eat. đây là cái à, account X chính thức của cái đồng Pepe này thì chúng ta thấy được là cái bài viết này rất là dài để thông tóm tắt lại bài viết này đây chủ yếu nói như thế này chủ yếu nói là có một cái sự xung bột nội bộ À, khiến cho một số thành viên chi tiết hơn đó, là 3 trên bốn thành viên đây là những thành viên mà ban đầu à, gây dựng lên cái đồng pp này à, những thành viên này đó thì không liên quan gì đến cái người mà tạo ra cái meme trước đây các bạn tại vì đây là cái meme đã có từ rất lâu rồi rồi sau này chúng ta mới thấy là có một đồng pp thì dựa theo cái bài chia sẻ rất là dài này đó thì à, cuối cùng cũng đã chứng minh được là cái số lượng tiền là 16% Nghìn tỷ token Pepe đáng giá khoảng chừng 15 triệu đó thật sự đã được gửi đến những cái sàn giao dịch và không có lý do gì hết các bạn Tại vì trước đây thì người nói là có thể là cho cái bên phát triển một cơ hội để giải thích có thể là cái số tiền này đó họ dùng để mà làm cái gì đó Có thể họ đưa lên sàn bán và dùng tiền đó để tiếp tục đầu tư phát triển cái hệ thống hệ sinh thái của Pepe Nhưng mà cuối cùng thì đã confirm là không phải các bạn chủ yếu là đã có một cái sự xung đột lợi ích giữa bốn cái người phao đầu tiên và giữa thời biểu này đó, thì ba trên bốn người đã hợp lại và đã mở cái khóa để mà ăn cắp cái số tiền này rồi sau đó các bạn thấy những động thái lại gửi lên trên sàn rồi sau đó họ lại chỉnh đổi cái ví mô tài xích và họ không còn là trong cái ví mô tài xích này nữa và cái người mà còn lại đó trong bốn người này là người mà bây giờ là có quyền để mà truy cập vào cái ví mô tài xích này và trong cái biểu này đã giải thích lý do tại sao họ làm như vậy là tại vì họ muốn ăn cắp tiền thứ nhất thứ nhì nữa là họ muốn uh, không có còn liên quan gì đến token Pepe này nữa và họ đổi cái ví mô tài xích trở thành còn lại một cái chìa khóa duy nhất mà thôi chứ cần một chìa khóa thôi chứ không cần nhiều chìa khóa như trước đó nữa và cái người mà có thể điều khiển cái số lượng token còn lại tại vì các bạn đã nhớ là trong cái ví của Pepe thì họ lưu trữ là 26.000 tỷ token, trong đó đó thì 60% đã bị dựa theo người này đó đã bị đánh cắp rồi có nghĩa là khoảng 16 000 tỷ đã bị lấy đi thì còn lại trong đây đó là khoảng chừng 10 000 tỷ token PP và sau đó họ gửi một cái thông tin là cái ví Motex đã được update và cái người còn lại cái người mà viết bài viết này đó là người mà có thể quản lý cái ví đó thì đây là cái lời chia sẻ đến từ người này các bạn và người này nói là lý do tại sao những người này làm như vậy tại vì họ muốn ẩn thân họ không có muốn liên quan gì đến Pepe này rồi sau đó người này tiếp tục chia sẻ là xin lỗi cộng đồng vì điều đó đã xảy ra đây là một cái sự kiện rất là sốc và đừng có lo lắng Pepe vẫn sẽ tiếp tục phát triển và người này sẽ làm tất cả những gì có thể để mà tiếp tục phát triển cái token này tóm lại như vậy các bạn thì sau khi mà đọc cái thông tin này thì lại có nhiều câu hỏi đầu tiên hết là các bạn thấy là câu chuyện này chia sẻ thì nó hơi khác một chút so với những gì mà đã được chia sẻ bởi nhiều người trước đây tại vì các bạn đã nhớ đó là nhiều người trước đây nói là cái ví của Pepe đó là có tổng cộng là cần 5 trên 8 người để mà di chuyển tiền rồi sau đó chuyển đổi thành 2 trên 8 nhưng mà dựa theo cái bài viết này à, được chia sẻ đó thì chỉ có 3 trên 4 người mà thôi và trước đây cần 3 trên 4 người để mà di chuyển tiền bây giờ chỉ cần 1 trong 4 người mà thôi đã có thể di chuyển được tiền rồi và 3 trên 4 người kia đó là người xấu và họ à, đã ăn cắp số tiền này đó là dựa theo cái người này chia sẻ ở trên X. Thì đó là cái điều đầu tiên cảm thấy là không có uh, khớp ở đây Không biết là cái bài chia sẻ bởi ASXN này là đúng hay là các bạn chia sẻ bởi người này là đúng nhưng mà đó là cái phần mà kỹ thuật tôi nghĩ là cũng có thể là dễ dàng biết được nhưng mà cái phần thứ nhì mà nhiều người cảm thấy khó hiểu đó là nếu như mà họ đã có thể đi vào cái viếng này rồi và họ có thể là ăn cắp tiền thì tại sao lại không ăn cắp hết mà chỉ lấy 60% mà thôi còn trừ lại là 10.000 tỷ token để lại trong đó thì nhiều người lại không hiểu cái phần này nếu như mà đang nói là họ ăn cắp họ là người xấu thì tại sao họ lại để, để lại cái phần 40% này có thể là đây là một cái sự xung đột nội bộ và đây là cái lời nói phiến diện từ một người mà thôi tại vì các bạn nên nhớ là ba người hợp lại một người duy nhất là cái người mà chia sẻ cái bài X này nói là những người kia là những người xấu thì có thể là những người đó lấy cái số tiền mà họ nghĩ là họ được hứa hẹn cái số tiền mà họ nên có à, nhưng mà điều này cũng khiến cho cộng đồng nó cũng lo lắng các bạn tại vì thường đó thì những dự án như thế này đều sẽ có một cái số tiền được lưu trữ bởi cái đội dev và số tiền đó đó sẽ được lưu trữ hầu như là mãi mãi luôn các bạn chứ không có di chuyển à, đương nhiên nhiều người nói là không có lý do gì mà những người mà tạo ra cái token này không thể chút lợi hay là không thể có lợi nhuận Cái đó không nói tới các bạn, thường chỉ nói là thường nó sẽ là như vậy Có một số tiền nó sẽ mãi mãi giữ ở đó Khi mà số tiền đó di chuyển đó thì khiến cho cộng đồng bắt đầu là lung lai lòng tin Là bây giờ ngay cả cái đội dev họ cũng muốn lấy cái số tiền đó để mà bán Thì tại sao mình lại phải tiếp tục lưu trữ Thì đó là cái điều thứ nhì Điều thứ ba nữa đó là cái phần mà trong đây nói là họ chuyển đổi cái số lượng chìa khóa cần thiết để mà có thể là nh đăng nhập vào cái ví này à, để mà ẩn thân không có muốn liên quan tới Pepe nữa và cũng xóa hết tất cả những cái thông tin liên quan tới mạng xã hội nhưng mà điều mà thuận chưa rõ đây đó là những người này là ai chúng ta cũng không biết danh tánh và chúng ta cũng không có rõ những mạng xã hội của họ là gì cho nên họ có thực sự xóa hay không chúng tôi cũng không có rõ ở đây và nhiều người cũng đã nói là nếu như là họ không muốn ai biết họ là ai đó thì thật ra chuyển đổi cái số lượng chữ ký cần thiết cũng không có hẳn là sẽ làm được điều đó đâu Tại vì ai cũng biết cái ví công cộng rồi Thì người ta vẫn có thể theo dõi ví công cộng được Cho dù là chuyển đổi cái số lượng chữ ký cần thiết Từ 3 trên 4 còn 1 trên 4 đó, thì cũng không có thay đổi được gì hết Thì cái mà chúng ta nhìn thấy đây đó là có nhiều cái nó cũng chưa có thật sự hợp lý Và nhiều người cho đây không phải là một cái sự ăn cắp như là người đã nói nó giống như là một sự xung đột nội bộ rồi bây giờ là cái nhóm này đó họ đã tan rã cho nên ba trên bốn người còn lại đó thì họ lấy cái số tiền mà họ đã được hứa hẹn đó là điều mà thường đang suy nghĩ ở đây các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment bên dưới còn cái số tiền còn lại thì sao các bạn 40% còn lại có nghĩa là khoảng chừng 10.000 tỷ token Pepe thì chúng ta đã thấy là 10 tỷ này cũng là con số không hề nhỏ thì sẽ như thế nào dựa theo người này đó thì nói là tin tôi đi cái số lượng này đó tôi sẽ không có bán và tôi sẽ giữ đó hoặc là đốt đi đó là cái điều mà đã được nói đến trong cái bài viết này về cái số tiền đó đó cũng sẽ không có gặp vấn đề gì hết tôi là người mà có khóa cá nhân để quản lý cái số tiền đó rồi sau đó người này cũng đã chia sẻ là cái group telegram của Pepe đó là đang bị lock down tại vì đương nhiên cái số người mà đã rời khỏi cái dự án này là cái số người mà có thể access có thể đăng nhập vào cái telegram group của Pepe cho nên bây giờ đó cái nhóm đó nó không có hoạt động nữa và cũng không có bất cứ thông tin nào mới và tất cả những cái thông tin sẽ được chia sẻ từ cái Twitter chính thức đó chính là Twitter chúng ta vừa nói đến là Pepe Coin Eat. Và bên dưới này đây người này nói là sẽ có những cái chiến lược mới cho Pepe sẽ có những cái tiến triển mới và có thể là Pepe sẽ có một trang web mới. Nói chung đó là chứng ăn cộng đồng mà thôi. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy một cái sự xuất hiện của một người, người này có tên là Polly thì người có tên Polly này đã thường hiểu là cái lý lịch nó cũng có nhiều nghi vấn cho nên những gì được chia sẻ bởi Polly thì không biết là đúng bao nhiêu nhưng mà người này đó thì nói là những cái lời nói được chia sẻ uh, bởi cái người mà đang uh, quản lý cái account X này đó thì đừng tin tại vì người này đó thì lại đưa ra một cái lý do tại sao những chuyện này xảy ra đây đó không phải là xung đột nội bộ mà trên căn bản cái đội Pepe này đó thì họ đang có một cái lệnh short rất là lớn và họ có nhiều cái địa chỉ ví khác nhau lưu trữ đồng Pepe nhưng mà một trong những địa chỉ ví đó đó là cái địa chỉ ví mà nhiều người dòm ngó và họ biết điều đó cho nên họ mới lựa chọn là lấy cái số lượng tiền này Uh, đem lên những sàn giao dịch để mà bán Vì họ biết điều này sẽ khiến cho uh, nhiều người sẽ mất lòng tin Với là Pepe dẫn đến là giá sẽ xuống Và họ sẽ chốt lời khi mà họ sốt đồng này Đó là cái sự chia sẻ từ Polly Thường không biết là có đúng hay không Nhưng mà các bạn thấy được cũng không đưa ra bất cứ uh, Một cái dẫn chứng nào rõ ràng ở đây hết Nhưng mà người Polly này đó Thì các bạn thấy là từ ngày hôm qua tới giờ đó Thì uh, luôn chia sẻ nhiều thông tin Và một trong những điều mà thuận không có thích đó là đối với nhiều người trên mạng các bạn thấy được là một trong những điều mà họ cần thiết đó chính là giữ ẩn một phần về cái thông tin cá nhân của mình Tại vì ai cũng được quyền bảo vệ thông tin cá nhân hết các bạn Người ta đã lên trên mạng chia sẻ đó Thì uh, đó là một trong những cái điều tối thiểu chúng ta cần phải có cái sự tôn trọng Nhưng mà không biết là cái người founder của token này đã làm gì poly Cho nên không biết là cái background ra sao Hai bên đã có những mâu thuẫn như thế nào Nhưng mà người này đó thì lại ra quyết định là sẽ dox Dox các bạn thấy cái từ được sử dụng nhiều Cái từ này có nghĩa là sẽ cho biết danh tính thật và hình ảnh thật của những người trên mạng và đối với lại Polly đó tôi không biết là chính xác bao nhiêu nhưng mà cái người các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây là cái founder đứng sau lưng của đồng Pepe thì đây là một người mà đang sống ở Hoa Kỳ hiện tại và sống ở Phoenix Arizona. Các bạn thấy được là bây giờ đó ai cũng nghĩ đây là founder của Pepe thì có thật hay không đó chúng ta phải cần thêm thời gian để cho mọi người xác nhận và người này đã cũng đã chia sẻ rất là nhiều thông tin giống như các bạn thấy được là người này đã chia sẻ cái người founder có tên là Zach Tesla à, và người này đó các bạn thấy được đây là cái gmail của người này và đây là cái số điện thoại tôi nghĩ là người này từ hôm qua tới bây giờ đã cũng đã nhận được rất nhiều những cái cú điện thoại rồi tại vì thật ra đó mọi người cũng muốn biết là đứng sau lưng Pepe là ai có phải là Sam mình free hay là không nhưng mà dựa theo poly đó thì đây mới là cái người mà đứng sau lưng cái đồng Pepe này Và sau đó người này lại chia sẻ là ba của người này làm cái gì Và mẹ người này đang làm ở đâu Thường cảm thấy cái đó cũng không cần thiết đâu các bạn Cho dù là có cái mâu thuẫn gì đó, đó Cũng không có nên lôi gia đình vào Và đương nhiên Polly nói là Để tôn trọng thì sẽ không chia sẻ danh tính Và không chia sẻ thông tin cá nhân Của ba mẹ người này Nhưng mà Polly cũng sẽ gọi đến công ty Để mà hỏi thăm Và người này đã tiếp tục chia sẻ thêm nhiều thông tin Liên quan tới Jack Người mà Paul cho là đứng sau lưng đồng Pepe này Thì dựa theo cái thông tin này đó thì đây là một người nó giống như đang có một cái công ty hay là đang làm tự do, chụp hình tự do các bạn Đây là cái Gmail khác với cái Gmail hồi nãy nhưng mà đây là một cái Gmail khác nữa và đây là cái số điện thoại Và đây đó là địa chỉ ở Arizona nhưng mà là ở Tempe là một thành phố khác chứ không là Phoenix à, Thì các bạn đã thấy có nhiều thông tin được chia sẻ như thế này ngày hôm nay không biết là chính xác bao nhiêu nhưng mà đây là những cái tài liệu mới nhất các bạn nghĩ sao các bạn có tin lời nói đến từ cái người mà bây giờ đó đang uh, nắm giữ cái account X của Pepe các bạn tin tưởng sự chia sẻ của họ hay là các bạn tin tưởng sự chia sẻ từ Polly các bạn có đang lưu trữ đồng Pepe hay không nếu như các bạn lưu trữ đồng Pepe đây các bạn có tiếp tục giữ hay là các bạn nghĩ đây là một tin tức phớt mà thôi các bạn vẫn tin vào tương lai của Pepe các bạn có thể comment ở bên dưới nhưng mà thường chỉ có thể cố gắng chia sẻ những cái thông tin mới nhất với các bạn